Và Christine sẽ chia sẻ cách mẹo để mà mình mix liquid cho mấy anh chị là mình có thể là dễ làm hơn. Và nếu mà trong trường hợp mà mấy anh chị làm bột 3D thì mấy anh chị không sử dụng liquid khô. Ở trên này là Christine, ở đây là có một cái liquid khô nhưng mà tuyệt đối là mình không dùng. Hoặc là nếu mà anh chị nào có kinh nghiệm mình làm nhanh được và mình không có bột của mình không có bể, thì khoảng là giống như kiểu mùa đông á, thì mấy anh chị xài cái này. Còn nếu mà trong cái mùa hè thì tuyệt đối là mình không có sử dụng liquid khô. Tại vì cái khi mà khô quá, cái lớp bề ngoài của cái bông á, nó dễ bị bể lắm. Mấy anh chị nên sử dụng liquid chảy nha mấy anh chị. Đây là cái chai liquid chảy là Christine fill cho nó chai lớn nè. Nên thành ra là để làm cái bông này thì mình sẽ sử dụng liquid EMA. Ở đây ha. Thường thì cái liquid khi mà mình làm bột thì mình sẽ sử dụng một ít thôi, không có cần nhiều. Và cái liquid khi mà mình sử dụng xong á, là mình không có dùng để đắp bột nha mấy anh chị. Và cái bột liquid pha acetone, tại vì cái liquid đó chạy thì mấy anh chị cũng biết rồi, nếu mà mình lựa chọn liquid chạy là cái liquid của mình đó đừng có tím, tức là nó tím nhưng mà khi mà mình đắp lên cái màu của nó không bị tím ha. Đó, cái đó là một trong những cái nguyên nhân á mình không có xài giống vậy. Nên tới khi mà lựa chọn liquid á, cái liquid của mình á là một, nó không bị thay màu, không bị đổi màu. Rồi sau đó thì mình sẽ cho một chút sữa acetone. Mấy anh chị thấy trên acetone không? Nếu mà mình làm, thứ nhất là mình dựa vào cái thời tiết và tốc độ ha. Nếu mà tốc độ của mình nó chậm quá thì mấy anh chị nên cho nó ướt, đừng có khô nhanh quá. Còn nếu mà tốc độ và thời tiết của mình á, ở trong này nó lạnh hay là mình muốn cho nó khô nhanh, thì mấy anh chị sẽ thêm acetone bằng cách là mấy anh chị cứ thêm tạm thôi, tại vì mình chưa biết thời tiết ở trong cái khu của mình như thế nào và trong cái phạm vi mà mình làm như thế nào, thì mình sẽ cho một ít thôi, một giọt ha. Nếu mà mình muốn khô nhanh hơn nữa thì mấy anh chị có thể là thêm một giọt nữa. Cái đó là lúc này đây là mình tùy theo là tốc độ của mình ha. Tại vì khi mà mình sử dụng liquid chảy á, bột của mình nó sẽ càng thêm dẻo. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không bị bể cánh của mình, không bị bể cánh ha. Rồi, đây là cái cách vào cái mẹo để mà mình pha liquid chảy làm ra cái bông 3D ha. Rồi khi mà mình sử dụng thì hôm nay thì Christine sẽ sử dụng cây cọ 3D, Perfect 3D thì mình có hai size. Mình có hai dạng. Một là mình sẽ sử dụng là cái cây thân nhỏ, hai là mình sẽ sử dụng là cây cán gỗ. Thì khi mà mình sử dụng cây 3D thì tuyệt đối là cái phần đầu cọ nó phải nhọn và nó phải giữ nước giữ bột nha mấy anh chị. Thì như vậy thì mấy anh chị làm nó mới dễ. Và cái cây này của mình là có tại website silamsupply.com nha mấy anh chị, hoặc là mình có thể là gọi vào công ty. Thì thường đa số tất cả mình làm, nếu mà mình biết làm 3D, nó cũng là một trong những cái giúp cho mình là cái bộ nail của mình thêm phong phú, design thêm phong phú ha. Và trên này là của Christine sử dụng treo đính đá đó, và cái chai mát thì mấy chị cũng biết rồi ha. Thì làm cho cái nền của mình nó mát đi, sau đó thì mình mới làm cái bông. Và nếu mà anh chị muốn cái bông của mình không chảy thì mấy chị sẽ sử dụng là mát top coat và mình quét qua một lớp đi, sau đó là mình mới làm bông nha. Rồi bắt đầu thì khi mà lên trên này thì mình sẽ bắt đầu mình làm bông nè. Ở trên này là Christine có cái ly liquid và có, mình sẽ mở những cái hũ bột của mình ra nha. Mình mở những cái hũ bột của mình ra. Đây là những cái hũ bột trong set là 200 màu. Đó, anh chị nào mà mình không có phần cơ bản thì mấy chị có thể là vào đây. Là Christine sẽ chia sẻ cách để mà mình làm sao để lấy nước, lấy bột ha, cho cái phần 3D của mình. Ở đây hôm nay mình làm 4 màu thôi nên thành ra là mình dễ lắm. Và khi mà mình làm cái bông này thì mình yêu cầu là giữ nước, giữ bột và cái cây cọ của mình, cái độ nhọn là nó đẹp nha mấy chị. Đó, rất là sáng. Rồi bắt đầu là mình sẽ đi nha mấy anh chị ha. Rồi đầu tiên trước khi đi thì mình sẽ thử. Đó, mình sẽ thử cái phần mà liquid của mình một chút xíu. Rồi mình sẽ đi cái ở đây nè. Mình sẽ thử trước, tại vì đôi lúc đó, nó sẽ bị chảy quá hoặc nó khô quá. Nếu chảy quá thì mình thêm acetone, còn nếu mà khô quá thì thêm liquid chảy vô. Đó, mình lấy nè, 4 màu nha mấy anh chị. Mình lấy 4 màu, để cô xin lấy cái cục này đi ra đó. Mình lấy 4 màu nè ha. Cái thao tác khi mà mình lấy á, là mình phải tập 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đó thì mình sẽ ra cái cục bột vừa ý. Và khi mà mình lấy lên nó, tất nhiên là ở trong này thì nó sẽ chảy đúng không? Thì mấy anh chị sẽ thấm vô tờ giấy. Hoặc là nếu mà trong cái mặt bột này mấy anh chị thấy cục bột này nó bị khô quá thì sao? Nếu mà mình để vô mà cái trên cái mặt móng mà không bám thì sao? Đó, mình sẽ lấy một ít liquid ha. Để lên. Vo cho nó tròn trước. Đó, mấy anh chị thấy không? Đặt bột lên, lấy một ít liquid vo cho cái cục bột của mình nó tròn. Khi xong hết nè, bắt đầu thì mình sẽ lấy cây cọ của mình. Luôn luôn là cái điểm tâm cây cọ nó sẽ nằm ở bên trong. Đó, mình sẽ tán cái đè cái cánh bông của mình nó xuống.
Đó, đây là Christine đang làm cái thao tác và động tác chậm ha. Còn nếu mà mình đi nhanh, mình đi quen, mấy anh chị có thể là pha thêm liquid khô, pha thêm là acetone vô. Để cho cái bột của mình nó khô nhanh hơn, mình sẽ tiết kiệm thời gian của mình ha. Mấy anh chị, đó, mình sẽ tiết kiệm thời gian của mình hơn. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi cái cánh bông thứ hai. Đây nè. À cái này nó nhỏ quá thì mình sẽ lấy cục bột nó lớn hơn. Tại vì cái này mình đi bông nó bự ha. Đó, mình sẽ đi 4 màu. Ở đây là cô Sinh đang sử dụng 4 màu ha. Và cây cọ của mình khi mà mình làm cái bông này yêu cầu là nó phải giữ nước giữ bột nha mấy chị. Sau đó mình sẽ đặt cái bên. Ở đây là cô Sinh đang đi 3 cánh thôi. Nên thành ra bông này rất là dễ làm, mình đi 3 cánh bông thôi. Mình không có cần đi nhiều. Đó, ở đây là mình đang chạy, đi chạy. Tại vì cô Sinh đang trên line nên thành ra là mình muốn đi chạy, mình đi cỡ một ngón chạy ha. Sau đó nửa lát nữa là cô Sinh sẽ thêm acetone vô. Đó, để mà mình đi nhanh hơn, cái thao tác của mình đi nhanh hơn thì mình sẽ tiết kiệm thời gian nhiều hơn. Nhưng mà với yêu cầu là kỹ thuật của mình phải thật vận. Đó, sau đó khi mà mình đã tán được những cái cánh bông của mình nó mịn, bắt đầu thì mình sẽ dùng cái đầu cọ, mình nhích cái cây cọ bông của mình nó ra. Và nếu mà anh chị mà làm bông ẩn thì nó thao tác của mình cũng giống nhau, tùy theo là mấy anh chị là muốn cho cái bông của mình nó lớn, nó nhỏ, nó như thế nào. Đây, kéo ra. Đó, xong. Đó, bắt đầu mình sẽ định hình lại và cho cái cánh bông của mình nó nằm xuống ha. Ở đây là mình đang đi màu nên thành ra mấy anh chị thấy là nó rất là xinh đúng không? Đó, mình đang đi màu phối màu và cái nền của mình nó sẽ là một màu blue nữa. Đó, mình đi nhẹ nè ha. Mấy anh chị thấy là cô xin đi cái lấy cái cục bột của mình ha. Khi mà làm cái phần 3D thì nó cũng giống như cái phần đắp bột, yêu cầu là lấy nước lấy bột cho nó chuẩn. Đó, rồi. Đó, xong hết nè. Bắt đầu đè cánh bông của mình xuống. Nếu mà bột của mình nó ướt quá thì mấy anh chị không lấy thêm nước nữa nha. Không lấy thêm nước nữa. Lấy thêm nước thì cái bột của mình nó sẽ chảy lắm. Khi mà bột nó chảy nó sẽ loang ra, thành ra cái nét cánh bông của mình nó không có đẹp. Và khi mà mình làm xong 3D là mình không có sơn lại top. Rồi. Bây giờ là xin sẽ lấy bột cho mấy anh chị xem ha. Lấy bột. À, thứ nhất là mình dựa vào cái điểm tựa thời gian. Khi mà mình lấy bột lúc nào cũng phải có một cái điểm tựa và một cái lực nhất định. À, thành ra khi mà mình lấy bột á, đối với Christine thì mình không có đứng cây cọ hết. Mình sẽ hơi nghiêng 45 độ. Mình sẽ hơi nghiêng 45 độ nè. Một. Đó, mấy anh chị thấy không? Cái bột của mình thì thao tác của mình phải rất là nhanh, giống như nó nhanh. Tại vì á, mình sẽ lấy cục bột của mình nó nhỏ ha. Nếu mà mình càng để lâu ở trong cái khủ bột của mình thì cái cục bột của mình nó sẽ càng lớn. Nên thành ra ở đây là mình sẽ tính từng giây. Mình sẽ tính từng giây nha mấy anh chị. Nè, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mấy anh chị thấy không? Mình sẽ tính từng giây và cái cục bột của mình á, nó sẽ khác nhau. Nhưng mà với điều kiện là mỗi người nó sẽ có một cái lực khác nhau. Hơi mờ chị ơi, đúng không? Hơi mờ ha. Hơi mờ ha. Đó, Christine cũng cảm thấy là nó rất là mờ. Đó, nên thành ra là để Christine điều chỉnh lại cái phần này ha. Rồi, giờ mình thấy rõ không mọi người? Rồi, xong hết nha. Thì Christine sẽ đẩy những cái này qua để cho cái màn hình của mình nó không bị mất focus. Mình sẽ cho qua đây. Hồi nãy là Christine cũng chia sẻ cách mà mình lấy bột nè. Rồi, mình sẽ lấy lại nha mấy chị. Nè, 1, 2, 3, 4. Đó, mấy chị thấy không? Tay của mình phải thật là nhanh và cái lực của mình phải đều nhau. Lực của mình phải đều nhau nha mấy chị. Rồi, mình qua một cái phần khác.